Em xin kính chào thầy cô, chào cả nhà. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Trọng Thăng. Em tới từ Yên Thế, Bắc Giang. Em xin trân trọng biết ơn thầy Trần Thanh Toàn và quý thầy cô ở tổ chức đào tạo WIT đã tổ chức cái khóa học Mentor K04 để mà em được rèn luyện, được thực sự là hưởng thụ học tập. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ngày 11 tháng 5 năm 2023. Em đã được thấu suốt hơn về cái từ duyên. Duyên lành, duyên và duyên lành. Như chúng ta đã biết đấy, thì nếu nhân tốt mà cộng với duyên lành thì nhất định là sẽ trổ quả như ý. Nhưng chúng ta có một cái nghi vấn rằng là duyên lành của một con người đến từ đâu? Và hôm nay em đã biết rằng duyên lành của một con người là đến từ con người. Duyên của một con người là đến từ con người. Vậy chúng ta muốn tạo ra duyên lành thì chúng ta cần phải thay đổi, cần phải nâng cái nhận thức nội tâm về con người. Chúng ta thay đổi cái nhận thức nội tâm về con người qua chín cái dạng người cần nhận dạng, thu hút, đối đãi và trở thành. Chúng ta nâng cấp mối quan hệ xã hội như thế nào? Thông qua 5 tầng bậc quan hệ xã hội: quen biết, quen thuộc, quý mến, tin tưởng và thân thiết. Chúng ta luôn tâm niệm rằng con người là cỗ máy công đức, phước đức. Nếu như chúng ta luôn luôn có một cái năng lượng an vui, bao dung, trân trọng biết ơn con người, với cái nguồn năng lượng đó thì sẽ trổ quả như ý, hay nói cách khác là sẽ biểu hiện về vật chất, là chúng ta sẽ có những con người đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành cùng ta. Đó là những bài học mà em tâm đắc ngộ ra từ ngày học ngày 11 tháng 5 năm 2023. Em xin trân trọng biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe.